Giữ chân khách hàng không phải là dấu dép của họ, mà hãy cho họ thêm nhiều giá trị để ở lại với bạn hay thương hiệu của bạn được lâu hơn. Tạo được thu hút, kéo chân được khán giả đã là cả một câu chuyện rồi, nhưng giữ chân được họ còn quan trọng hơn rất nhiều. Đây cũng chính là vai trò thứ hai mà chúng ta đã nắm được ở trong những video trước. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Content Writer. Content Writer là người chuyên viết những nội dung, đặc biệt là những nội dung trên các nền tảng trực tuyến như website, blog, mạng xã hội, email marketing và nhiều nền tảng khác nữa. Vai trò chính của người làm Content Writer là tạo ra những bài viết hấp dẫn, có giá trị và phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp hay tổ chức nhằm giữ chân và nuôi dưỡng khách hàng hay khán giả của thương hiệu. Có thể nói đây là một nhân vật mà công ty nào cũng đều cần để quản lý và xây dựng những nội dung mang tính chất duy trì cho các nền tảng, các kênh truyền thông online của doanh nghiệp. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vai trò của Content Writer là gì. Biết đến Hiếu hay Hinu đã là một chuyện, nhưng để các bạn đưa ra quyết định theo dõi và thường xuyên truy cập vào các nền tảng của Hiếu lại là một câu chuyện khác. Đại loại có một câu hỏi sau đây: lý do nào để các bạn làm điều đó? Đúng vậy, và câu trả lời đơn giản đó chính là Hiếu hay Hinu sẽ có giá trị gì cho các bạn. Có thể tiếp tục tạo ra những nội dung thu hút, giải trí cũng là một cách, nhưng đây sẽ là những giá trị gốc rễ để giúp Hiếu tạo ra những tỷ lệ chuyển đổi cao hơn ở trong những phần tiếp theo. Chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra được rồi phải không nào? Đó chính là những nội dung tin tức xung quanh về chủ đề marketing, tài liệu, bài tập, mẹo hay chia sẻ kinh nghiệm gì đó xung quanh chủ đề, hoặc cũng có thể là cung cấp các khóa học miễn phí cho đến trả phí. Nghĩa là sẽ có một giá trị nhất định nào đó ở đây để các bạn quay trở lại hội nhóm, fanpage hay website của thương hiệu. Tương tự, bạn cũng sẽ cần phải làm những điều này với chính thương hiệu của mình. Tóm lại, vai trò của Content Writer là tạo ra những nội dung chất lượng, hấp dẫn, tương tác, giữ chân, nuôi dưỡng khán giả và khách hàng ở lại với thương hiệu của bạn. Vậy bạn sẽ cần phải làm gì để thực hiện được những điều ở trên? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công việc của Content Writer là gì. Công việc của Content Writer bao gồm: thứ nhất, đó chính là nghiên cứu và lên kế hoạch. Cũng giống như Content Creator, người làm sáng tạo nội dung, khi triển khai bất kể một đầu công việc nào, chúng ta cũng sẽ cần phải xây dựng kế hoạch cho nó. Về cơ bản, Content Writer cần phải tìm hiểu về lĩnh vực, ngành nghề, khách hàng mục tiêu và đặt ra mục tiêu cho bài viết. Bạn sẽ cần thực hiện những công việc nghiên cứu để có được một thông tin đầy đủ và chính xác. Sau đó xây dựng ra những kế hoạch, một bức tranh tổng quan cho những nội dung của bạn. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào thực thi từng đầu nội dung một. Để làm được kế hoạch trong phần nội dung này, trong các phần học tiếp theo, các bạn sẽ được Hiếu hướng dẫn lên chiến lược và kế hoạch. Ví dụ như nắm bắt được tâm lý của khách hàng mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về thương hiệu, để hiểu hơn về thương hiệu, tin tức, những chia sẻ hay những khóa học từ thương hiệu của Hiếu xoay quanh về chủ đề marketing. Từ đó, Hiếu sẽ liên tục chia sẻ những tin tức, thông tin, kiến thức xoay quanh chủ đề marketing. Dần dần thì khách hàng họ sẽ thỏa mãn được những cái thắc mắc, nhu cầu mong muốn của họ, tin tưởng với thương hiệu và nhớ về mình mỗi khi mà có nhu cầu. Tiếp đến thì các bạn sẽ cần phải tạo ra những cái nội dung dựa trên những cái thông tin đã nghiên cứu, sử dụng những ngôn từ hấp dẫn và phù hợp để thu hút, gắn kết khán giả của các bạn. Ví dụ như Hiếu đã chân dung khách hàng của mình là những người mới bắt đầu tìm hiểu về marketing. Các bạn có thể thấy những cái từ ngữ, câu chữ trong những bài viết, video đều rất mộc mạc và đơn giản. Bạn sẽ cần phải sắp xếp những nội dung của mình một cách logic và có cấu trúc, sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ và cung cấp những thông tin hữu ích. Đương nhiên là phải phù hợp với kế hoạch chúng ta đã đề ra ban đầu. Từ đó chính là công việc các bạn cần phải làm. Tùy thuộc vào từng sản phẩm, dịch vụ, các bạn sẽ lựa chọn ra những dạng nội dung phù hợp với nền tảng để các bạn xây dựng. Còn nếu bạn đang đi làm cho công ty, bạn sẽ tiếp quản những nội dung, những đầu công việc này để tiếp tục duy trì nó. Trong trường hợp công ty mới bắt đầu triển khai, bạn sẽ cùng tham gia ý tưởng, góp ý xây dựng kế hoạch và triển khai nó. Công việc này cũng đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo, đổi mới nhưng vẫn giữ được những vai trò ban đầu. Sau khi đi qua hết một lượt, Hiếu sẽ quay lại hệ thống cho các bạn để có một cái nhìn tổng quan hơn. Thứ ba, tối ưu tìm kiếm, tối ưu SEO. Cũng giống như Content Creator, vì đây đều là những nội dung lên Content Writer cũng cần phải áp dụng những kỹ thuật tối ưu để đảm bảo rằng những nội dung của bạn được tìm thấy trên những công cụ tìm kiếm như Google hay các nền tảng mạng xã hội. Điều này bao gồm việc sử dụng các từ khóa phù hợp, viết tiêu đề hấp dẫn, tạo liên kết nội bộ, và Hiếu đã giải thích các bạn rất kỹ ở những phần video trước rồi. Các bạn có thể tìm xem lại ở trong tập trước. 4. Kiểm tra và chỉnh sửa. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng những nội dung của bạn được viết chính xác về cú pháp, ngữ pháp và không có lỗi chính tả. Bạn cũng cần kiểm tra tính nhất quán và sự mạch lạc của nội dung trước khi xuất bản. Tương tự như Content Creator, bạn cũng sẽ liên tục tối ưu cải tiến sao cho nội dung của bạn có giá trị với người đọc để giữ chân khách hàng của bạn được tốt hơn. Về cơ bản là vậy, sau đây thì Hiếu sẽ lấy cho các bạn một vài ví dụ về sản phẩm và giá trị của nó mang lại.
Đầu tiên đó chính là những bài viết ở trên fanpage. Các sản phẩm từ Content Writer sẽ giúp tạo ra những dòng thời gian trên nền tảng. Khi khách hàng truy cập vào, họ sẽ yên tâm hơn và biết rằng thương hiệu này vẫn đang hoạt động rất tốt. Tiếp đến là những nội dung trong cộng đồng Facebook, hội nhóm. Khi được duy trì và chăm sóc, các bạn sẽ thấy có nhiều nội dung và ra vào nhiều hơn để tìm kiếm thông tin. Thứ hai, về mặt kỹ thuật, AI của Facebook sẽ đánh giá rằng số lượng bài đăng trong nhóm và đề xuất nhóm tới nhiều người hơn, hay như những bài đăng ở trên website. Khi được tối ưu tìm kiếm, nội dung này đạt thứ hạng cao, sẽ giúp khách hàng biết đến thương hiệu của bạn và từ đó sẽ bắt đầu hành trình khách hàng. Phần này nghe cũng giống như vai trò của Content Creator phải không nào? Tương tự như vậy với các dạng nội dung khác nữa, tùy vào khả năng sáng tạo và thực thi của các bạn đến đâu nữa. Sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang Copywriter, và đây cũng chính là vị trí cuối cùng trong phần học này.